Khi nói đến trang phục truyền thống của người Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến áo dài. Trải qua từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển của lịch sử, tà áo dài Việt Nam vẫn tồn tại cùng với thời gian. Được xem là trang phục truyền thống là một biểu tượng trong văn hóa của dân tộc Việt Nam, chứa đựng trong đó những tinh hoa, tâm hồn, tính cách của người Việt Nam. Nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động tổ chức các hoạt động trong tuần lễ áo dài năm 2023. Theo đó, tuần lễ áo dài từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 2023 trên toàn quốc nhằm phát huy thành công của chuỗi hoạt động áo dài di sản văn hóa Việt Nam, nhất là tuần lễ áo dài năm 2022. Tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm giữ gìn phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, hướng đến kỷ niệm 173 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2023. Hưởng ứng các hoạt động trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc đã phát động tuần lễ áo dài năm 2023 tới tất cả các cơ sở hội và nữ công chức, viên chức, thanh niên trên địa bàn huyện. Đây là một cái hoạt động nhằm tiếp tục giữ gìn và phát huy cái bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua các tầng lớp chị em phụ nữ trong toàn huyện. Và đây cũng là một cái hoạt động giúp cho các cấp hội sẽ tiếp tục lan tỏa cái việc mặc áo dài đến toàn thể cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức, nữ thanh niên trong các cơ quan, đơn vị địa phương. Thông qua cái hoạt động này thì cũng thể hiện được cái nét dịu dàng, duyên dáng, mềm mại của chị em phụ nữ thông qua cái tà áo dài Việt Nam. Theo các tài liệu, cách đây hơn 2.000 năm, khi Hai Bà Trưng cưỡi voi đeo lọng, hình ảnh áo dài Việt Nam đã xuất hiện. Hay trên các trống đồng Ngọc Lũ, Hòa Bình, Hoàng Hạ và Thạp Đồng, Đào Thịnh, tà áo dài Việt đã đi cùng những năm tháng hào hùng của dân tộc, trở thành niềm tự hào, biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Trải qua từng thời kỳ phát triển của lịch sử, áo dài luôn không ngừng biến đổi, nhưng vẫn đảm bảo tôn được vẻ đẹp dịu dàng truyền thống của người phụ nữ Việt. Áo dài ngày nay đa dạng về màu sắc, chất liệu, họa tiết, kiểu dáng, trở nên gợi cảm, tinh tế và cuốn hút hơn. Điều đặc biệt là phù hợp với nhiều lứa tuổi và tham gia được nhiều sự kiện. Áo dài truyền thống của Việt Nam nó rất là đẹp, phù hợp với mọi lứa tuổi, từ nhỏ, trẻ nhỏ cho đến người già thì ai ai cũng có thể mặc tà áo dài này được. Chính vì vậy nên là tà áo dài nó sẽ tôn thêm cái vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Tà áo dài mà được mặc trong những ngày hội, ngày lễ hoặc là nơi công sở cũng như là đám cưới, đám hỏi thì rất là phù hợp. Tổ chức tuần lễ áo dài chúng tôi rất là vui và thích và cảm thấy nó rất là phấn khởi. Phụ nữ Việt Nam khoác lên mình tà áo dài với thiết kế ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong chữ S như hình dạng uốn lượn tuyệt vời của đất nước Việt Nam. Cùng với đó là sự thiết kế tài tình của các nhà thiết kế với những họa tiết đậm chất Việt Nam như cây tre, hoa sen, đám cưới chuột, trống đồng, hoa văn thổ cẩm. Áo dài không chỉ tôn lên vẻ đẹp của người mặc mà còn thể hiện nét đặc trưng riêng có, rất Việt Nam. Ngoài ra, tà áo dài được thiết kế ngay ngắn, kín đáo, tượng trưng cho cốt cách của con người, nhân, lễ, nghĩa, chí, tín. Như vậy, áo dài không chỉ mang nét đẹp truyền thống của Việt Nam mà nó còn mang cả triết lý, nhân sinh. Khi mặc trên người bộ áo dài Việt Nam, mỗi người phụ nữ đều mang trong mình tâm trạng tự hào. Cùng với đó là sự tự tin trong giao tiếp cũng như thực hiện các công việc. Bên cạnh hưởng ứng tuần lễ áo dài, chị em phụ nữ huyện Tân Lạc cũng lựa chọn cho mình trang phục dân tộc để mặc vào những sự kiện quan trọng. Đây cũng thể hiện sự tự hào dân tộc song hành giữa giá trị truyền thống và hiện đại. Tuần lễ áo dài thì chúng tôi cũng mặc trang phục áo dài dân của dân tộc Việt Nam, đem lại cho phụ nữ Việt Nam có hình ảnh duyên dáng rất là đẹp. Bên cạnh tà áo dài thì chúng tôi cũng mặc cái trang phục dân tộc Mường, ví dụ như ngày lễ, ngày hội, ví dụ như khai hạ Mường Bi vừa rồi, chúng tôi cũng mặc trang phục dân tộc để đi đánh cồng, có đám cưới, đám hỏi thì chúng tôi cũng mặc trang phục dân tộc của chúng tôi, bởi vì là trang phục dân tộc Mường với tà
áo dài nó luôn nổi bật, nên là không bao giờ là mai một. Chiếc áo dài Việt Nam là một trang phục truyền thống trong các dịp lễ trọng của gia đình, dòng tộc, cộng đồng hay trong các dịp lễ Tết của đất nước. Áo dài được các bạn nữ mặc ngày càng nhiều trong các trường học, công sở, doanh nghiệp. Trong các sự kiện trọng đại của đất nước, trên các diễn đàn quốc tế thể hiện sự trang trọng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam. Có thể khẳng định, không nơi đâu có tà áo dài độc đáo như của Việt Nam. Chiếc áo dài biểu tượng cho nét đẹp duyên dáng, thanh thoát của người phụ nữ Việt. Vì thế, tà áo dài xứng đáng với tên gọi nét duyên dáng Việt Nam.